Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đốt lò và ngoại giao cây trà di sản của Nguyễn Phú Trọng Ngày 20 tháng 7, giáo sư Alexander Vuong Viên tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Honolulu, Hoa Kỳ đã bình luận trên X về di sản của ông Nguyễn Phú Trọng. Bài viết được dịch giả song phan dịch và đăng trên báo Tiếng Dân ngày 23 tháng 7 với tựa đề Nguyễn Phú Trọng để lại di sản gì? Thời báo chấm d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Các thế hệ tương lai sẽ nhớ đến ông Trọng qua hai ví von nổi tiếng của ông, đốt lò và ngoại giao cây tre. Cả hai đều biểu thị dấu ấn lớn của ông trong các chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước. Và đây là hình bài trên X. Đốt lò là ví von của Trọng cho chiến dịch chống tham nhũng của mình bắt đầu chưa đầy một năm sau khi ông trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2011 chiến dịch chống tham nhũng không chỉ nhằm vào tệ nạn hối lộ và chủ nghĩa phe cánh, mà còn nhắm vào cả các ý tưởng phóng khoáng. Như ông đã nhiều lần nói, tham nhũng chính trị còn nguy hiểm hơn tham nhũng kinh tế. Những nhà cải cách đã gặp nhiều khó khăn dưới thời ông nắm quyền. Đồng thời đốt lò, lấy bộ máy công an, an ninh làm người gác cổng cho chiến dịch. Những thủ đoạn của trọng nhằm tập trung quyền lực vào tay mình. Sự phụ thuộc vào bộ máy cảnh sát và an ninh cũng như việc thanh lọc kiểu suy nghĩ phóng khoáng đã làm thay đổi hệ thống chính trị Việt Nam rất nhiều. Kết quả là Trọng đã để lại một nhà nước độc đảng, chủ yếu dựa vào các biện pháp kiểm soát và cưỡng chế thay vì sự đồng thuận và tính chính đáng để cai trị đất nước. Dưới sự giám sát của Trọng, Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của đất nước đã tăng vượt trội chưa từng có về số ủy viên có gốc gác từ quân đội và công an. Di sản lớn nhất của Trọng trong chính sách đối ngoại là điều mà ông gọi là ngoại giao cây tre. Với cây tre, ông muốn nói đến sự vững chắc về nguyên tắc và linh hoạt trong chiến thuật. Các chính sách của ông phản ánh cá tính của ông. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng. Trọng là bậc thầy về đu dây. Ông đã đu dây giữa chủ nghĩa xã hội nhà nước và chủ nghĩa tư bản thị trường khi viết bài với tư cách là biên tập viên tạp chí Cộng sản của đảng trong thập niên 1980 và 1990. Ông đu dây giữa các phe phái tranh chấp của đảng khi ông còn là một nhà lãnh đạo quốc gia và ông đu dây giữa các cường quốc khi giải quyết các vấn đề quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Trọng, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc lên đối tác chiến lược toàn diện, trong khi cũng gia nhập cộng đồng chia sẻ tương lai chung của Trung Quốc. Đó là một thành tựu to lớn trong một khu vực ngày càng bị chia rẽ, khi Việt Nam hiện nổi bật như là một đối tác chiến lược toàn diện duy nhất của tất cả các cường quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mục đích của những nỗ lực này là củng cố mạng lưới an toàn của Việt Nam trên trường quốc tế. Nó có thể có hiệu quả hiện nay, nhưng đó không phải là phản ứng tốt nhất trước các xu hướng mới trong môi trường địa chính trị, đặc biệt là trước sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi Trọng là bậc thầy về đu dây và linh hoạt trong chiến thuật, ông vẫn giữ vững một số nguyên tắc mục tiêu chính trị cao nhất của ông là sự tồn tại của đảng Cộng sản, với tư cách là thế lực thống trị đất nước. Ông đã ghiềm cải cách chính trị và kinh tế lại trong suốt 13 năm cầm quyền. Và đây là hình Tô Lâm, người kế nhiệm ông Trọng. Ban đầu, ông cũng cản trở quan hệ Việt-Mỹ, nhưng cuộc khủng hoảng giàn khoan 981 với Trung Quốc năm 2014 đã làm thay đổi quan điểm của ông về Mỹ và Trung Quốc. Sau đó, ông trở thành động lực thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ. Những di sản lớn của Trọng trong chính trị đối nội và chính sách đối ngoại, đốt lò và ngoại giao cây tre sẽ sống lâu hơn ông. Ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đốt lò vì nó mang lại cho bất cứ người nào nắm giữ vị trí đứng đầu một công cụ tuyệt vời trong cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Ban lãnh đạo mới của Việt Nam cũng sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao cây tre của đất nước vì họ tin rằng đây là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết những bất ổn trong quan hệ quốc tế. Có lẽ điều trở triều lớn nhất trong thời ông Trọng là mặc dù các chính sách lớn của ông sẽ sống dài hơn, nhưng ông lại không chỉ định được người kế nhiệm. Tại đại hội đảng 13 vào năm 2021, ông đã phải dùng đến biện pháp hạt nhân, phá vỡ các quy định của đảng để tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có vì người được ông hậu thuẫn không nhận được đủ sự ủng hộ từ ban chấp hành trung ương đảng. Sau đó, trong vòng vài tháng đầu năm nay, mọi lựa chọn của ông và người kế nhiệm đều bị chính cái lò của ông loại bỏ khỏi vai trò lãnh đạo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đốt lò và ngoại giao cây tre, di sản của Nguyễn Phú Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình những được mất lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang trong cương vị Tổng Bí thư. Ngày 22 tháng 7, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt bình luận di sản của Tổng Bí thư thứ 12 gồm những gì. Theo đó, sau sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam qua đời vào ngày 19 tháng 7, có rất nhiều nhận định, ý kiến khác nhau cả về công trạng lẫn trách nhiệm của ông đối với Đảng Cộng sản nói riêng và hiện trạng chính trị kinh tế, văn hóa giáo dục ở Việt Nam nói chung. Đó cũng là lý do tác giả cho rằng cần ngẫm nghĩ xem thật ra di sản của ông Trọng gồm những gì. Tác giả cho biết ông Trọng là người đầu tiên được các thành viên chủ chốt trong đảng Cộng sản đề cử bỏ phiếu bầu làm tổng bí thư mà không theo điều lệ. Trong điều lệ, đảng Cộng sản từng xác định không chấp nhận bất kỳ ai giữ vai trò tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ. Trường hợp ông Trọng trở thành trường hợp đặc biệt, một ngoại lệ và đây là hình bài viết trên blog Trân Văn VOA. Tác giả cũng cho biết ông Trọng là người thứ hai đảm nhiệm vai trò tổng bí thư qua đời khi đang tại chức. Người đầu tiên là ông Lê Duẩn. Ông Lê Duẩn giữ vai trò tổng bí thư gần 26 năm và đảng chỉ chọn người kế nhiệm thứ bảy sau khi ông qua đời vào tháng 7 năm 1986. Sau ông Lê Duẩn, ông Trọng là người thứ hai, có thời gian tại vị hơn 13 năm, lâu thứ nhì và cũng qua đời lúc đang đương nhiệm dù tình trạng sức khỏe giảm sút, ông Trọng vẫn không buông bỏ vai trò quyết định cả đường hướng hoạt động của Đảng Cộng sản lẫn lựa chọn sắp đặt nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Tác giả cho rằng ông Trọng là người khởi xướng ý tưởng, xem tham quan, ô lại là củi, công cụ phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm chỉnh đốn đảng là đốt lò. Dưới sự lãnh đạo của ông, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và 12 rồi 13 đã đưa ra những quyết định mà trước đó chưa từng có. Loại bỏ, thậm chí xử lý hình sự hàng loạt cụ và ủy viên Ban chấp hành Trung ương đương nhiệm, kể cả những ủy viên là thành viên bộ chính trị. Trần Văn nhận xét, càng ngày càng nhiều cụ và ủy viên Ban chấp hành Đảng đương nhiệm bị xử lý, phần lớn là do các vi phạm, khuyết điểm có từ trước khi được tiểu ban nhân sự đưa vào quy hoạch nhân sự. Sự việc này được ca tụng như công lao của ông Trọng nói riêng và nỗ lực chỉnh đốn của đảng nói chung. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vấn đề cần ngẫm nghĩ là nếu không có những chỉ đạo, không có hàng loạt quy định về quy hoạch nhân sự liên tục được ban hành để nâng cao vai trò cũng như quyền hạn của tiểu ban nhân sự, việc đề cử, bầu chọn nhân sự trong đảng được thực hiện một cách dân chủ, công bằng, như lẽ ra phải vậy thì có thể dẫn tới thực trạng như đã biết và đang thấy chăng tác giả nhấn mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Việt Nam thường được ông Trọng khẳng định là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Sau này ông bổ sung thêm, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Đã vậy thì tại sao tri cứu trách nhiệm liên đới và xử lý những cá nhân lựa chọn, sắp đặt nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của nhiệm kỳ sau lại không nhất quán như vậy dù đó mới là gốc rễ. Song hành với củi và lò, qua tuyên truyền, ông Trọng được xem như một người khiêm tốn, bình dị, tiên phong trong việc chống xu nịnh. Tuy nhiên, ông là tổng bí thư thứ ba được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tổ chức ca tụng tới mức gây kinh ngạc. Trong lịch sử đảng Cộng sản, chỉ có ông Hồ Chí Minh và ông Lê Duẩn từng được tụng ca như là niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Chỉ tính từ năm 2019 đến năm 2023, có ít nhất 4 lần hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam dùng công quỹ để in sách của ông Trọng và sách viết về ông Trọng, tác giả cho biết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những được mất lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang còn trong cương vị tổng bí thư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.